Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và sự kiện cuộc đua Harris đã gần đến với chúng ta rồi các bạn ạ. Chỉ cần kết thúc sự kiện lần này thì sự kiện lần sau cũng trong dịp là gần Tết đấy các bạn, chúng ta sẽ có một cuộc đua Harris và đó là đua trong Tết luôn các bạn ạ. Đấy, thì để mà có thể nói chung là nắm bắt được về chú rồng Harris mới sẽ ra mắt, chúng ta sẽ gọi là đi review trước và xem thử những cái thông tin về xuất hiện của chú rồng Harris mới này có điều gì đáng chú ý không nha các bạn, và sẽ xem thử để mà đánh giá chú rồng Harris mới này nha. Ok, và đây chính là thông tin về cuộc đua Harris mới nha các bạn, và kể cả là hình dạng cũng như là những hệ của chú rồng mới này. Chú rồng này thì có ngoại hình rất chi là star phải không các bạn? Rất là giống những chú rồng thuộc trong thể loại là star. Nhưng mà tên của chú rồng này là High Five nha. Thì có lẽ là Five là 5 cánh đấy các bạn ạ. Chú rồng gọi là ngôi sao 5 cánh. Đấy, thì quả trứng của chú rồng này sẽ là một quả trứng mà chúng ta cũng có hình ngôi sao là chính, với 5 màu sắc. Thì nói chung là cái cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn chú rồng này thì tự tựa như là chú rồng 2 star mà được sơn màu lên các bạn ạ. Đấy, nhưng mà không chỉ sơn màu đâu nha, chúng ta còn có bộ hệ rất là đặc biệt đấy các bạn ạ. Ok, thì chú rồng Harris này sẽ là một chú rồng Harris cấp 11 và có sức mạnh bình thường như những chú rồng đua Harris là trước nha các bạn. Điểm mà đặc biệt giữa những chú rồng đua Harris với nhau thì có thể nói là ngoại hình nè. Hình là đánh giá nói chung là một phần nào đấy về việc là có siêu tập hay không, hay là có gọi là một cái lợi thế gì đấy đẹp là chúng ta đầu tư lên hay gì đấy. Nhưng mà đó là ngoại hình nha. Chứ còn thật ra mà điểm khác biệt giữa những chú rồng Harris để mà chúng ta gọi là đánh giá mạnh yếu hay là ngon hay là chưa có được ngon, thì nó sẽ nằm ở là bộ hệ và chiêu thức. Đó là từ bộ hệ đó thì khi mà chúng ta train chiêu lên sẽ có mức đam là bao nhiêu, rồi bộ hệ đó có gọi là ngon không, rồi có như nào đó không, thì sẽ rất là ok nha các bạn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến với ngoại hình trước của chú rồng này. Đầu tiên thì quả trứng mình cũng đã có đó các bạn rồi, đó là một cái quả trứng có biểu tượng ngôi sao. Ở chính giữa thì có gọi là một cái khiên giống như là khiên ngôi sao lòi lên luôn đấy các bạn. Có 5 màu là đỏ, tím, xanh, vàng và xanh nước biển nha các bạn. Còn bên ngoài màu chủ đạo sẽ là màu xanh lá cây đậm và màu vàng đậm đấy. Còn bên khúc dưới là sẽ là màu vàng nhạt nha các bạn. Đồng thời chúng ta cũng có hai chiếc sừng màu cam biểu lộ cho chúng ta là một chú rồng. Ở phía trên đầu thì có ngôi sao 5 cánh màu vàng. Còn về hình thái mà lúc còn nhỏ đấy các bạn ạ, thì chúng ta sẽ cũng giống như quả trứng mà chúng ta nói chung là có thêm bộ phận tứ chi nè. Đấy, hai tay rồi hai chân rồi một quả đầu siêu to các bạn ạ. Đấy, và một đôi mắt màu xanh long lanh. Còn ở giữa thì tiếp tục là mặc một cái bộ giáp và có ngôi sao 5 cánh. Khí tỏa ra thì sẽ là khí màu cam nha các bạn. Và chiếc sừng cam, và ở bên dưới còn có thêm là sừng cam nhỏ nhỏ đây nè các bạn. Đấy, sừng cam nhỏ nhỏ bên đây nè. Rồi, và đây sẽ là hình thức trưởng thành của, là hình thái trưởng thành của chú rồng High Five này. Đó là một dũng sĩ, một tráng sĩ với lại nói chung là thân người lực lưỡng, có hai cái giáp hộ vệ nói chung là ở hai bên vai. Đôi cánh phía sau thì nói chung là giống như có hình kiểu là phi tiêu đấy các bạn ạ, một cái phi tiêu trong ninja, và kết hợp với lại một cái phi tiêu ở trên đầu thì cũng là biểu tượng 5 cánh nha các bạn. Đấy, sừng thì chúng ta gọi là sừng dài hơn, và nói chung là cũng hiện ra một vài cái chi tiết phía sau gáy nè, và chiếc sừng ở phía kia thì nhìn cũng rõ hơn. Đấy, còn cái ngôi sao trên đầu thì bắt đầu là có hình dẹp lại theo cái khung của gọi là phần đầu nha các bạn. Còn ở bên dưới thì chúng ta gọi là mặc một cái lớp giáp, và ở giữa có ngôi sao
năm cánh, nói chung rất là đẹp luôn nha các bạn. Ngoại hình thì nói chung là khá là dâu mốt rồi đấy, không có gọi là chê bai gì đấy các bạn. Trên tay thì đang gọi là bóp lấy cái sức mạnh của những vì sao các bạn. Nhưng mà trên đây sao mà thấy có 4 ngôi sao à, còn thiếu ngôi sao màu đỏ. Không biết là có ngôi sao màu đỏ xuất hiện đây không, nhưng mà thấy hơi thiếu thiếu các bạn ạ. Đấy, có đuôi khá là dài nha. Và cái nổ khí thì nó sẽ là màu cam và xen với lại là cam nhạt. Ok, thì với skin thì sẽ như thế này. Xem skin nó xếp hạng bậc nào luôn nha các bạn. Ôi dồi ôi, cái skin thì nói chung là kiểu như sơn màu là chính các bạn ạ. Nhưng mà điểm cộng của chú rồng này là chú rồng này bình thường đã đẹp sẵn rồi các bạn, cho nên là skin gọi là sơn thêm màu thì nhìn nó càng oách hơn. Mà oách nhất nó sẽ là ở cái phần đầu đấy các bạn. Phần đầu là được sơn khá là tỉ mỉ. Nói chung là tất cả chi tiết chúng ta được đồng bộ lại các bạn ạ. Bộ giáp thì cũng có một số chỗ là chúng ta có mặc thêm giáp, đôi cánh phía sau và một số gọi là chỗ vẫy thì chúng ta cũng đã được gọi là nhộm với gọi là sơn lên màu vàng các bạn ạ. Đấy, ngôi sao thì tiếp tục là vẫn là như vậy. Đấy, thì nói chung là bộ skin vẫn rất là đẹp nha các bạn. Tại vì chú rồng này đẹp sẵn rồi. Đấy, ngôi sao màu trắng bên đây thì bên đây biến thành màu cam. Nhưng mà xét về cái sự thay đổi khi mà có skin, nó cũng không có gọi là được nhiều lắm. Skin này thì xếp hạng trong tầm là A cộng hoặc là bậc S. Nếu như bạn nào mà thích ngoại hình của chú rồng này thì chúng ta cũng có thể là khi nào đua xong rồi kiểu như là dành 200 game để mà mua nha các bạn. Đấy, còn về mình thì nói chung là đối với những chú rồng Helric bình thường thì mình cũng gọi là nếu được thì tham gia cho vui, còn nếu không thì chúng ta cũng không có nằm trong kế hoạch các bạn ạ. Phải là chú rồng nào đó mà mình đầu tư sao và có sức mạnh, có một cái tầm nhất định thì mình mới mua skin nha. Thì mua skin cũng là một cái vấn đề đấy các bạn ạ. Ok, và đi kèm với chú rồng này sẽ là ba chú rồng cho những cái phần thưởng của các mốc sau. Nói chung là chú rồng Legend đợt này sẽ là Legend thời gian có hệ gió, điện với lại lá nè. Chú rồng Epic thì khá là quen thuộc, chú rồng Epic ngôi sao có điện, Legend, băng với lại thép. Tại vì dạo gần đây thì tỷ lệ mà để mà ra những chú rồng mới Epic cấp C, cấp VR hay là cấp R nó rất ít nha các bạn. Nên toàn gặp lại những chú rồng ta gọi là thấy rồi không à. Varyrath thì sẽ là đây, chú rồng gọi là cầm cái roi dây quất quất này các bạn ạ. Đấy, thì nói chung là chúng ta chỉ cần chú ý đến chú rồng gọi là high five thì được rồi. Còn những chú rồng dưới đây thì cho gọi là có lệ các bạn ạ, cũng được. Đấy, thì nếu như các bạn chúng ta gọi là muốn lấy sao, một sao, hai sao thì các bạn có thể là xem video hướng dẫn gọi là cách đánh một sao, hai sao hoặc là ba sao cũng có luôn nha các bạn. Còn nếu kế hoạch 5 sao thì cũng có là kế hoạch 5 sao luôn. Tuy nhiên thì tùy vào những cái mốc mà các bạn mong muốn thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự đánh đổi tương ứng nha các bạn. Rồi, còn ở bên phần dưới đây sẽ là phần quan trọng vì đây là bộ hệ cũng như là chiêu thức sau khi mà train xong của chú rồng Hi-Fi này. Thì chú rồng này nằm trong số những chú rồng rất là đặc biệt bên dòng gọi là Helric các bạn ạ. Đặc biệt ở hệ thôi. Thì chú rồng này là chú rồng Helric đầu tiên, có hệ hoa đầu tiên. Thì cũng giống như việc mà có chú rồng Pháp Sư Kaka có hệ Magic đầu tiên. Đấy, rồi những chú rồng khác như là có hệ Chaos đầu tiên. Hay là những hệ giống như là chú rồng mà hai Treasure đấy các bạn. Khi mà có hệ Happy đầu tiên cũng đã làm mưa làm gió rồi. Nhưng đối với chú rồng này thì bộ hệ có khi là còn ngon hơn nữa các bạn. Nếu như hệ hoa đầu tiên thì các bạn có thể thấy là hệ hoa chúng ta sẽ là một cái con át chủ bài để mà khắc chế hệ Dream và khắc chế hệ Happy nha các bạn. Tại sao bây giờ hệ hoa lại gọi là ngon hơn so với lại hệ Happy? Thì tại vì như cái đợt ngày xưa đấy các bạn ạ, trong cái meta ngày xưa thì do là chú rồng Blood God và Sinfu cũng như là Frost Mantic Kama đang có một cái sức mạnh rất là bá mà ít có những chú rồng gọi là Helric có hệ để khắc chế, thì chú rồng High Treasure ra với hệ Happy thì vô tình lại kết hợp với lại chú rồng là thủ lĩnh Grand chính trở thành những con bài để mà chuyên gia khắc chế những thợ săn gọi là Chaos, thợ săn gọi là Chao đấy các bạn ạ. Thì lúc đấy là hệ đấy được coi trọng rất là nhiều, rất là nổi. Nhưng mà sau này thì chúng ta cũng đã có gọi là những cái, nói chung là phát triển về hệ Chaos thì mình vẫn phát triển thôi.
nhưng mà vẫn có được một số những chú rồng mà cũng là để khắc chế lại những hệ Skyward bên kia. Thì điều mà chúng ta đang thiếu là gì? Đang thiếu chính là một cái hệ nào đấy mà có thể là đánh bại những cái hệ mà khắc chế khiến cho chú rồng lết gót chúng ta không thể thoải mái được, khiến cho chú rồng sinh phu, rồi chú rồng gọi là trao Corrupted trao luôn các bạn, và kể cả là chú rồng Frostmantic Kama, toàn là những cái tên nổi danh, toàn là vị trí xếp đầu mà phải đắn đo lo sợ, gọi là hai hệ khắc chế là hệ Dream với lại hệ Happy. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có một chú rồng hệ hoa cánh tim mà hệ hoa ở vị trí đầu tiên nữa, thì chúng ta có thể là khắc chế được hai hệ này, hai hệ mà khắc chế Blood God luôn. Có nghĩa là có được hệ hoa, chúng ta sẽ có được một cái vòng tuần hoàn, đó là thứ nhất, chúng ta hệ hoa thì sẽ bị yếu và bị khắc chế bởi hệ Magic và hệ linh hồn của rồng. Tuy nhiên, tại vì chúng ta đi theo hướng là phát triển những chú rồng hệ Skyward như là chú rồng Blood God, cho nên là nếu như gặp hai hệ Magic và linh hồn của rồng thì chúng ta gọi là hốt lúa luôn, giống như kiểu là được mùa luôn chứ không có gì mà phải sợ hãi cả. Lúc đó cách hệ hoa ra. Đấy. Còn nếu mà lúc mà gặp hai hệ mà gọi là Dream với lại Happy thì bên chúng ta bị khắc chế nhiều quá, cho nên là không tiện. Thì bây giờ mình lại lấy hệ hoa ra để mà mình khắc chế lại hai hệ này, thì đó nó phải là một điều nó rất là tuyệt vời phải không các bạn? Như là chú rồng hai Tracer này, chú rồng thủ lĩnh Lan Chính này, đều là những chú rồng có hệ Dream với lại Happy mà ở vị trí đầu tiên. Thế thì bây giờ mình chỉ cần hệ hoa, là mình một chú rồng hai hệ hoa là mình có thể là đánh bại hết những cái mối lo ngại của việc là chú rồng chúng ta bị hạn chế, khiến cho sức mạnh của chúng ta gọi là không được phát huy. Còn nếu như gặp khắc chế thì chúng ta lại lấy sức mạnh phát huy ra. Một cái vòng này nó sẽ là một cái vòng nó khá là ngon lành, ổn áp để mà chúng ta có thể là tung hoành đấy các bạn ạ. Chính vì vậy nên theo mình đánh giá nha các bạn, về việc mà chú rồng High Five này có hệ hoa đầu tiên, nó là một cái điều gì đó nó rất ngon. Cũng là chú rồng có hệ hoa đầu tiên luôn á. Đấy, còn lại thì chúng ta sẽ có là hệ điện với lại hệ ánh sáng. Một hệ nữa là Primal. Primal ở đây là thường thường chúng ta trend lên tầm là 1k6, nhưng mà Primal của những chú rồng là bên Helric đấy các bạn thì lại được đặt cách lên là hay hay lên là 2k. Thì trong cái trường hợp này, chú rồng này được cái skill, các bạn nhìn ở bên dưới nha, đó là Primal mà 2k luôn, chứng tỏ là ngon. Trời ơi, hệ điện thì sẽ là Tetra Ray 1k950, hệ ánh sáng sẽ là Hour of Time, sẽ là 1k950 luôn các bạn. Tổng quan đam vẫn ngon, vẫn tốt. Tại vì những hệ ngoài không gian khi mà chúng ta trend lên ý, thì mặc định lúc trend lên đa phần đều là 1350 rồi, trừ những chú rồng mà có skill đặc biệt vào những cái vị trí của hệ đặc biệt ấy thì mới có mức đam khác thôi, chứ còn ta trend skill bình thường thì đa phần 1350 là cao tay rồi. Nhưng mà cũng bởi vì vậy các bạn, những chiêu thức được tung ra bởi hệ ngoài không gian nó sẽ cao đam và ảo ma hơn so với lại những skill bình thường cùng cái mức sát thương. Giống như là ví dụ có skill lửa mà 1k350 thì tính ra nhiều khi không có mạnh đam bằng với skill hoa hay là skill chaos hay là bất kỳ skill nào khác mà ở bên dòng là ngoài không gian đấy các bạn. Đó thì mình đang nhận xét chung nha các bạn, mình vẫn chưa có test thử từng hệ như thế nào, nhưng mà thông qua việc mà mình chơi nhiều hệ như là chaos này, hệ dream này, và kể cả là hệ, đúng rồi, cái nói chung là mấy hệ liên quan đến như vậy đấy, thì chúng ta thấy được là cái sự là ảo đam hơn cái cỡ hệ linh hồn nữa nha các bạn. Đấy đó, cho nên là chú rồng này chúng ta sẽ khắc chế được những hệ như sau. Đầu tiên là khắc chế được Dream và lại là Happy, nó là một cái lợi thế rất là lớn nè, nói chung lợi thế chủ gọi đích của chú rồng này luôn. Ngon nhất là ở hệ hoa đầu tiên nè, rồi có hệ khắc chế được hệ có hệ điện thì khắc chế được nước với lại thép, ánh sáng thì khắc chế điện với bóng tối không bị trùng nha, và Primal thì khắc chế là hệ bua. Trong cái hoàn cảnh hệ bua cũng đang gọi là gặp khá là nhiều cái vấn đề từ vị trí cực mạnh của Hexer Vampire hay là những chú rồng có hệ bua đầu tiên khác, thì chú rồng này cũng có thể giải quyết được cái vấn đề đó các bạn ạ. Và vấn đề của chú rồng này thì đã được đội hình của chúng ta giải quyết là có Blood God, thì đa phần mình đều gọi là nhắc nhở, nhắn nhủ các bạn, khuyến khích các bạn lên Blood God đầu tiên, cho nên là chúng ta cũng đã có ít nhất là những con bài gọi là Chaos để mà khắc chế lại những hệ này rồi. Thì kết hợp với nhau chúng ta sẽ tạo nên một cái cặp bài trùng nha các bạn.
Đấy, thì mình sẽ nhắc lại cái quy tắc của việc đua heo rít, đó là chúng ta sẽ gọi là có nhận được những cái phần thưởng sau khi hoàn thành xong từng cái núp, từng cái lap nha các bạn. Nói chung là phải xong 5 núp thì mới được hoàn thành một lap, sau đó sẽ nhận thưởng đi lên từ từ. Còn cái việc mà nhận thưởng cuối mùa đấy, thì chúng ta có hai cách để nhận heo rít. Một là các bạn phải trên top lap 5 nha các bạn, từ lap 5 trở lên mà các bạn đứng top 1 thì lý đó các bạn sẽ nhận được phần thưởng top 1 là một chú rồng Helric và ba chú rồng kia luôn. Còn hai mà các bạn không thể đứng top 1 được thì các bạn ít nhất phải đạt được là lap 15 thì khi đó các bạn có một tấm vé chắc chắn khi kết thúc sẽ nhận được Helric. Nếu như các bạn vừa lên lap 15 mà vừa top 1 thì cũng chỉ có một chú rồng Helric thôi các bạn. Tấm vé ở lap 15 chẳng qua là để chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được chú rồng Helric đó thôi. Đấy, còn việc đua Helric thế nào thì mình cũng đã có là một video là hướng dẫn đua Helric trong phiên bản mới. Nói chung là hướng dẫn đua Helric là ra cái đợt đua chú rồng gọi là thời gian đấy các bạn ạ. Thì chúng ta có thể là dựa theo video để mà chúng ta đua tốt hơn nha. Đặc biệt những bạn nào chúng ta mới chơi hay lâu rồi mới chơi lại thì đường đua sẽ khá là dễ dàng cho những bạn ấy. Và lưu ý mốc thời gian thì nói chung là ngày 19 là hết sự kiện này. Thì các bạn chúng ta có thể là chuẩn bị trước dàn farm vàng nè, chuẩn bị trước là dàn farm trái cây, chỗ trống rồi lượt đánh ở trên gọi là language các bạn ạ. Và nói chung là trong mùa Tết này thì có lẽ là nhiều bạn chúng ta sẽ có nhiều cái công việc bận. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ gọi là đua theo phong trào cũng được. Có cái sự kiện của cái đợt này thì mình nói chung là mình cũng chưa có thông tin nha các bạn. Đấy, mình chỉ gọi là hiện tại đang gọi là review sương sương và đánh giá chú rồng Helric mới này sẽ là đẹp. Đấy, đầu tiên là đánh giá đẹp, thiết kế đẹp đã nha các bạn. Đấy, thứ hai là hệ ngon. Đấy, hệ ngon. Và thứ ba là chiêu thức cũng mạnh. Đấy, thì chú rồng này nói chung là nếu như là một chú rồng Helric bình thường so với lại những rồng Helric khác thì dường như đã đáp ứng được rất là nhiều những cái tiêu chí và là một chú rồng nên đầu tư nha các bạn. Thực chất là không phải nên nữa mà rất nên đầu tư. Đấy, nếu như mà mình kiểu như là mình có cái tài nguyên hay là có một cái lần nào đấy mà được như chú rồng gọi là hai thời gian trở lại đấy các bạn thì mình cũng gọi là muốn đầu tư cho chú rồng này. Nhưng mà nói chung là giờ chúng ta cũng không có gọi là ý định đó rồi. Mình hiện tại là có chú rồng hai Normally là mình cũng cảm thấy là rất là ý nghĩa rồi. Tại vì nếu như nói thật ra là hai Normally vẫn là chú rồng gọi là đặc biệt, có cái sự đặc biệt rất nhiều. Tại vì đó là chú rồng Helric đầu tiên có hệ thời gian đầu tiên. Còn bên đây chú rồng Helric đầu tiên có hệ hoa đầu tiên cũng đặc biệt. Nhưng mà do hệ hoa chúng ta gọi là la cũng lâu rồi các bạn ạ. Nhưng không sao, chú rồng này thực chất là rất là ngon nha các bạn. Nói chung là những cái tiêu chí kiểu như là đối với một chú rồng Helric bình thường ấy, không phải hai Tectonic mà hồi trước có cuộc đua lấy đá là siêu đặc biệt rồi, thì chú rồng này là một chú rồng đáng để đua, đáng để đầu tư, đáng để chúng ta gọi là kết hợp với đội hình như nào đấy. Nên các bạn cứ việc là mạnh tay đầu tư nha, đi xin mạnh hay gì đấy thì cũng được, chú rồng này là rất là xứng đáng nha các bạn. Đấy, còn bên đây thì mình sẽ gọi là sơ qua các bạn một cái thông tin nữa. Các bạn nhìn đây các bạn có gọi là để ý hay là có những cái thông tin gì hay là có đoán được phần nào đó không? Đúng rồi các bạn ạ, đây là đang Volta để mà gọi là vote đấy các bạn, để có thể là xác định xem chú rồng Legend nào sẽ là chú rồng tiếp theo xuất hiện ở trong là chỗ gọi là rương nha các bạn, clan đấy. Thì do là có những cái được gọi là bầu như thế này đây, cho nên là có nhiều chú rồng chúng ta đặc biệt hơn hay là hệ như nào đấy. Còn ngày xưa mà để tự ra đấy các bạn thì đa phần là theo lối mòn, chính là phải có hệ Primal này hoặc là có hệ, nói chung là hệ lửa với hệ đấu sĩ là phần lớn luôn các bạn. Đấy, thì ở đây các bạn có thể thấy là cái lượng Volta của chúng ta, lượng Vot đấy, sẽ tập trung cho chú rồng Plus ở giữa rồi. Cho nên là phần trăm lớn chúng ta sẽ là cặp Plus ở giữa và chú rồng bên dưới nha. Chú rồng bên dưới là một chú rồng Epic mà nhìn cũng khá là đẹp các bạn ạ. Bên kia thì nói chung là cái hình này chụp lâu rồi nha, chắc là mới Vot đấy các bạn. Giờ thì cũng mình cũng không dám chắc là kết quả có bị nói chung là bị hạ gục hay là có sự thay đổi gì không. Nhưng trước mắt thì mình có thể là tin và mình có thể là nói chung là phán đoán được phần lớn nha. Thì cái tỷ lệ cao nhất trong ba chú rồng này sẽ xuất hiện trong rương tiếp theo, đó là chú rồng ở giữa Plus. Vì nhìn là mình cũng muốn vote cho chú rồng đó một vé rồi, nên mình nghĩ mọi người đa phần cũng sẽ là như vậy thôi. Ok, vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chú rồng đó một xíu nha các bạn. Chú rồng đó thì là Plus nè.
có chữ Blood giống Blood God, thấy cũng gì đấy rồi. Uầy uầy. À, thật ra thì hình như là chú rồng này giống như chú rồng thủ lĩnh clan 10 các bạn ạ. Thì có hệ lửa, trời ơi sao lúc nào cũng có hệ lửa hết vậy. Có hệ legend đầu tiên, khá là hợp meta, và có hệ bóng tối với lại là hệ điện. Nếu xét ra thì bộ hệ này vẫn ngon hơn so với lại là bộ hệ ở bên chú rồng kia. Ngon hơn về đội hình của mình thôi, chứ thực ra bên chú rồng kia thì có hệ nói chung là war. Bình thường thì nếu như bạn nào chúng ta không để ý tới việc đội hình hay là mở chơi thì chú rồng bên kia có vẻ là sẽ chiếm ưu thế hơn về hệ. Nhưng mà nếu như bạn nào chúng ta gọi là trong hoàn cảnh giống mình thì chú rồng này là hợp lý rồi các bạn ạ. Có hệ điện kia, đó, có hệ bóng tối một phần nào, nói chung là chắc cũng hao hao được. Nhưng tại vì bây giờ chúng ta đang trong cái meta gọi là run arena mà không có, nói chung là yêu cầu khắt khe về hệ, cho nên là hệ gì cũng được. Chúng ta gọi là có chú rồng thấy ổn áp, đầu tư được 5 sao được thì nâng lên là ok, ngon nice sự luôn các bạn. Đấy, nhắc thì mới nhớ mình sẽ gọi là để mình nâng sao cho chú rồng này nha các bạn. Thì sự kiện nâng sao cũng sắp đến rồi, nhưng mà nói chung là mình cũng không có ý định là nâng sao chú rồng nào, nên mình sẽ nâng đại chú rồng này luôn. Ok, mình sẽ phân tách cho chú rồng mình đây và lấy cái mảnh còn lại bên đây nha các bạn. Đấy, thì nếu như các bạn chúng ta đã thấy được cái chân diện của chú rồng đó rồi. Ok, còn chú rồng này thì đấy các bạn cũng là, trời ơi, khác nhau có đúng một hệ là hệ World với lại hệ lửa luôn, hệ điện luôn các bạn ạ. Ôi thiệt sự luôn. Trời ơi, thế còn hai chú rồng còn lại thì sao? Thì mình xem qua đã chứ không gọi là mình chỉ nhìn bề ngoài nữa, khổ các bạn ạ. Ok, chú rồng Sir Chicken với lại là Kai Karok nha các bạn. Ok, nên là search striking đúng không nhỉ? Nào, xem hai chú rồng đó như nào. Nhưng mình cũng nghi ngờ không biết hai chú rồng đó có phải là cách chính không nữa. Nhìn nghi quá à, thấy giống đời đầu quá à. Oh, chú rồng này tính ra hệ cũng ngon nè. Nhưng mà không biết có phải là cách chính thuần chủng không nhỉ? Ngoại hình thì không đẹp bằng chú rồng kia rồi. Nhưng mà nếu như gọi là bộ hệ này thì vẫn là có lợi với chú đội hình chúng ta hơn. Hệ nước, hệ lá, hệ bua. Ôi, nếu vậy thì nếu chú rồng này là cách chính các bạn thì mình xin gọi là quay xe sang gọi là chú rồng này là ok nhất. khoan, còn một chú rồng nữa mà. Cứ vội vàng, người cứ vội vàng, người cứ vội vàng, để mình xem lại tên của chú rồng đó nhé các bạn. Oh, cầu rắc mình ghi đúng rồi mà. Đây rồi. Oh, chú rồng này hệ y chang chú rồng kia luôn. Nhưng mà hệ ánh sáng đầu tiên thì tất nhiên là không ngon bằng rồi. Chú rồng kia vẫn là ngon hơn đấy. Nhưng mà chắc là nhiều bạn ta thấy vẻ ngoài ngầu với lại đẹp mỹ mãn của chú rồng Blood thì ta sẽ chọn Blood. Nhưng mà nói chung là theo cái meta hiện tại mà nếu như đánh không có quá tập trung vào hệ thì đầu tư cho Blood cũng được. Nhưng mà mình cảm thấy là nếu như chú rồng nào hai bên, chú rồng nào thích hợp với đội hình của mình hơn, kiểu như là gia nhập rồi đầu tư hơn ấy, thì chắc là chú rồng kia rồi, Sky King rồi. Nhưng mà không sao, tới lúc cũng đã Volta thì mình nghĩ là sẽ sớm gặp lại chú rồng này thôi. Thì nói chung là video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.